Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Tour SH330 được trang bị cấu hình gọi là cực cao, một bộ cấu hình full Shimano SLX. Đấy, thương hiệu là thương hiệu của Mỹ, thương hiệu Tour là thương hiệu của Mỹ. Đi vòng cuối lổ, bánh 26 inch. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Đây, chiếc xe khung nhôm, nước sơn là nguyên bản, do là qua quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là nó có một vài vết xước không thể tránh khỏi. Đây, trang bị tất tần tật một bộ group và SLX. Như các bác chơi xe lâu năm thì cũng đã biết là cái bộ SLX này nó rất là cao cấp của dòng địa hình, nó cũng phải ngang với cả Ultega của dòng xe đua. Gạt đĩa SLX. Để trên tay lái này cũng được trang bị bộ tay bấm SLX, phanh dầu SLX. Chiếc xe này toàn đồ xịn, đồ ngon thôi. Giảm xóc hơi này, bánh Mavic thương hiệu của Pháp này, ngay sau bi vòng cuối lổ. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và cắt chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để ở đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi là phù hợp. Rút SLX với 10 tầng lít và 3 tầng đĩa và 30 tốc độ. Rất là mượt mà, trơn tru. Và chiếc xe này đã bán bên em với mức giá là 11 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.